Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Nehemi chương 11. Việc tái thiết tường thành đã hoàn tất, dân chúng bắt đầu thiết lập lại sự thờ phượng, tấm lòng, tái cam kết thực thi theo luật pháp của Chúa. Nehemi chương 11 thuật lại việc phân bố lại cư dân trong thành Jerusalem và các thành trong cả xứ. Tại thành Jerusalem, Nehemi đề xuất cho bắc thăm để chọn ra người nào sẽ chuyển vào cư ngụ. Đây là một cách cầu hỏi ý Chúa trong Cựu Ước. Cứ 10 người sẽ bắc thăm chọn ra một người chuyển từ các khu vực xung quanh đến ở tại Jerusalem. Cũng có những người nam tình nguyện thay đổi chỗ ở và họ được chúc phước. Từ câu 3 đến câu 36 là phần liệt kê tên của những người ở tại thành Jerusalem, bao gồm các quan trưởng, những người được chọn và người tình nguyện cư ngụ tại thành thánh. Về các quan trưởng cấp tỉnh, chi phái Giuđa có 468 dũng sĩ, chi phái Benjamin có hơn 928 người ở tại thành Jerusalem. Đây là những người lãnh đạo cũng như những người bảo vệ thành thánh. Về các thầy tế lễ, nhóm quản lý đền thờ và phục vụ trong đền thờ có 822 người. Ngoài ra, còn có các trưởng tộc là 242 người và nhóm 128 người can đảm và mạnh mẽ. Về người Lê-vi, họ được giao công việc Chúa bên ngoài đền thờ, hướng dẫn sự ngợi khen Chúa và cầu nguyện. Tổng cộng có 284 người. Về người gác cổng thì có 172 người, mỗi người phụ trách công việc riêng và hỗ trợ cho nhau. Câu 20 đến câu 36 cho biết về số những người Israel khác được bố trí ở trong sản nghiệp của chi phái mình khắp cả xứ. Chương này cho chúng ta thấy, rõ ràng không chỉ tường thành bên ngoài được tái thiết, nhưng còn là việc thiết lập lại tấm lòng bên trong. Một cộng đồng thờ phượng Chúa có trật tự, thuận phục và chấp nhận tuân theo những thay đổi theo sự hướng dẫn của Chúa. Từ bỏ những thói quen nơi mình cư ngụ, từ bỏ tính cá nhân, dám thay đổi và sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng chung. Vì sự thay đổi để thành thánh không còn thưa thớt mà trở nên đông đúc. Để những dân tộc khác không còn chê cười vì sự đổ nát và hoang tàn mà trở nên ca ngợi việc Chúa làm. Sự đáp ứng, sẵn sàng thay đổi con người, tuân theo chỉ định trong những thay đổi là điều quan trọng trong tấm lòng của người thờ phượng Chúa. Câu hỏi suy ngẫm: điều gì đang thách thức, ngăn trở bạn thực hành theo lời Chúa, sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày? Hôm nay, điều gì bạn cần thay đổi trong tấm lòng, trong sự thờ phượng, phục vụ Chúa? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, là đấng làm những việc lớn và luôn thành tín với con, xin tha thứ vì lắm lúc con không vâng lời, làm theo ý riêng,
xin ban cho con có đủ năng lực trong sự thuận phục và thắng hơn những tranh đấu trong suy nghĩ tìm cách thỏa hiệp cho những điều con muốn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.